Anh ơi, anh không làm clip đẩy thùng à? Đây thằng gì? Đẩy thùng đang tung ấy. Ui, 7 giờ tối rồi á. Nhanh lên. Clip đẩy thùng, clip đẩy thùng. Mặc quần cho nó gái đi làm clip đẩy thùng phát. Mút nhanh đi bố, đi làm clip đẩy thùng. Đồ ăn cơm. Dạ. Cái gì nó xít vào. Ăn nhanh lên bố, làm clip đẩy thùng. Hả? Vào tắm cho Tùng cái. Nào, tắm nhanh, bố con đi làm cái để thùng. Đến giờ sẽ chi mẹ rồi.